Khi mà bé Bảo Bảo vừa mới sanh được chỉ có 6 tháng thôi là em đã bắt đầu đi đóng phim rồi. Em tham gia phim liên tục. Và tất cả mọi việc như là chăm em bé thì rất là cực. Mà ông bà nội là phải đảm đương hết tất cả mọi thứ. Đóng phim Cát Đỏ ấy, nghĩa là Diễm đã phải xa nhà đến 6 tháng à? Dạ đúng. Đáng lý ra là lịch trình phim là em có thể nghỉ để mà em về Sài Gòn để thăm gia đình. Xong rồi đang quay giữa chừng cái là bị dịch bùng phát là phải là địa phương này là không được đi vào thành phố. Thế là bây giờ có nhớ con cách mấy nữa em cũng vẫn phải chịu trận ở đoàn phim luôn. Lúc đó xót con kinh khủng luôn. Lúc đó thì cứ nhờ một tay anh Thành chăm con hết. Anh Thành lúc đó cũng bỏ hết mọi công việc, không đi phim luôn để có một người đàn ông ở nhà để mà có thể lo lắng. Thương lắm. Sanh bé ra là em rước ba mẹ em lên ở cùng trên này và chăm sóc bé để mà hai vợ chồng em đi phim. Thì hai chồng đi suốt ngày, chỉ có tối về nhà đựng con được chút xíu rồi sáng hôm sau lại đi tiếp. Cho nên cái sự gần gũi của bé với hai vợ chồng không có được nhiều. Em nghĩ nếu như mà không có ông bà hỗ trợ và hiểu cho cái công việc của một người diễn viên giống như em thì chắc không có Thúy Diễm của ngày hôm nay được mọi người yêu thích bởi những cái vai diễn thành công đâu. Rồi đôi khi em đi làm về mệt quá, ba mẹ chồng em lại còn phải nấu món này ngon, món kia ngon để chăm cho hai đứa. Tự nhiên em cảm thấy rất là thương. Rất biết ơn ông bà. Dạ. Đôi khi em thấy cực lắm anh. Một cái giấc ngủ của người lớn thường nó rất là khó ngủ. Mà khi mà chăm một đứa bé nó cứ thức suốt rồi nó đòi bú sữa rồi như thế này như kia. Vất vả lắm. Mỗi lần mà bé Bảo Bảo bị bệnh là hầu như là ông bà nội thức trắng. Thức suốt đêm với bé không có ngủ được. Ông bà đang ngồi xem trước tivi đấy. Hai vợ chồng có muốn nhắn nhủ điều gì tới ông bà không? Nhân dịp ngày hôm nay cũng trực tiếp ở trên sóng truyền hình, con xin phép xin gửi lời cảm ơn ba mẹ. Một cái lời cảm ơn sâu tận đáy lòng. Nếu như không có ba mẹ giúp đỡ và thông cảm thấu hiểu cho công việc của con và giúp cho bé Bảo Bảo từng miếng ăn, giấc ngủ, mọi thứ để hai vợ chồng có thể yên tâm làm nghề thì chắc sẽ khó mà có sự thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn ba mẹ. Tất cả những gì mà ba mẹ làm cho con của con thì đều xuất phát từ tình thương mà ba mẹ dành cho con. Qua cái tình thương đó thì con cảm nhận được cái sự sâu sắc bên trong tình mẫu tử. Và hai vợ chồng con thì sẽ dành nhiều thời gian để bên cạnh bé Bảo Bảo để cho ba mẹ đỡ phải vất vả hơn. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi thì hy vọng rằng ba mẹ sẽ thật nhiều sức khỏe bên cạnh tụi con, bên cạnh con cháu để có thể vui vẻ, hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Mỗi năm trôi qua, tuổi ông bà cũng lớn lên. Dạ. Sức khỏe nó không còn được như trước nữa đâu. Nên là hãy để cho ông bà có được nhiều thời gian cho chính ông bà. Đúng không? Dạ. Chứ còn cái tình thương với tình yêu của ông bà dành cho con cháu nó không bao giờ thay đổi đâu. Bây giờ thì bé cứng cáp hơn rồi thì bé lại rất là thích chơi với em, thích ngồi thủ thỉ với mẹ hay hát nghêu ngao với mẹ. Bé đi chung với hai vợ chồng là bé rất là thích, lúc nào cũng ba mẹ. Tự nhiên mình cảm thấy mình xót, mình cảm thấy mình chưa có làm đủ cái vai trò của người cha người mẹ đối với con. Tự nhiên tới một cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng em đều phải ý thức là phải dành thời gian cho con nhiều hơn. Công việc thì mình vẫn làm nhưng mà phải giảm lại, không thể nào mà ham công tiếc việc gì công không việc trẻ mà con nó thiệt thòi lắm đấy. Dạ đúng rồi. Cái tuổi đó là cái tuổi cần bên ba bên mẹ nhiều nhất, nó in sâu đậm vào đầu của trẻ thơ rất là nhiều. Thì bây giờ chắc là thời gian dành cho con sẽ phải nhiều hơn đúng không? Dạ, em cũng cảm thấy là mình đã bỏ sót quá nhiều cái cột mốc phát triển của con á. Rồi cuộc sống á cũng cảm thấy là mình không biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì á. Cho nên là hai vợ chồng ngồi nói lại với nhau là mình không thể nào mà mình cứ cuốn theo cái guồng quay công việc mãi được. Mình phải dành thời gian cho gia đình, cho người thân, đặc biệt là con của mình, rồi ba mẹ của mình nữa. Phải chậm sống chậm lại để mà tận hưởng rồi có thể yêu thương nhau nhiều đúng hơn rồi, mỗi bởi ngày. Vì cuối cùng thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến cái chất lượng cuộc sống là những người thân thuộc là phải ở bên nhau nhiều hơn. Thế còn câu chuyện là tương lai, thế là các bạn có dự kiến gì cho tương lai chưa? Tụi em bây giờ khác hơn rồi. Không còn chạy show như ngày xưa nữa. Bây giờ là khi nào nhận được một cái kịch bản thật thích thì em hay Thành mới tham gia. Còn quỹ thời gian còn lại thì cả hai vợ chồng đều tìm kiếm những một cái mảng khác. Một hai năm vừa rồi cũng đã chuyển sang kinh doanh để mình giảm cái thời gian đi phim lại.
và mình vẫn đảm bảo được cái thu nhập trong cuộc sống của mình và mình lo cho con được chu đáo nhiều hơn. Tức là em thấy là mình đã đủ đầy mọi thứ rồi thì em bắt đầu là em chỉnh chu hơn trong từng vai diễn. Vì em nghĩ là khi mình tập trung một cái gì đó thì mình sẽ làm được tốt nhất có thể. Cho nên bây giờ mỗi khi nhận phim mà chỉ một phim duy nhất thôi, tập trung hết mọi thứ. Bây giờ em có thử sức sang kịch hay là có cái gì khác không nhỉ? À dạ có. Diễm mới vừa chuyển qua diễn kịch. Lần đầu tiên tham gia kịch nói ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh với vở Mùi của Hạnh Phúc. Đây là một cái công việc mới tinh mà em mới bắt đầu em thử sức mình. Anh Thành thì ảnh học ở trường sân khấu điện ảnh, cho nên là về mảng điện ảnh hay là sân khấu thì ảnh thì quen rồi đúng không? Dạ quen rồi. Còn em thì giống như là đang thử sức mình vậy. Mà rất là vui khi mà cái việc mới của mình thì được cũng khá là nhiều. Thế là tốt rồi, tôi chúc bạn là tiếp tục may mắn. Dạ, dạ đúng rồi. Cảm ơn anh.